Nó nhiều chuyện bất công lắm. Sư phụ có thời rồi, thế gian này còn bất công, kiệt này sẽ không thành Phật. Hôm nay kiệt bảo đảm kiếp này, kiệt Ngô Tấn Kiệt này, Thiên Tấn Kiệt sẽ thành Phật, đi về cha mẹ. Kinh Địa Mẫu mẹ có nói rồi. Còn bất công có nghĩa là còn những cái mà trắng nó đen, đen nó trắng. Sau này cái thể chế của các mác không còn Việt Nam á, tự nhiên sẽ bị thay đổi á. Tàu nó cũng sẽ thay đổi, nó chia 5 sẽ 7. Tây Tạng sẽ trở thành độc lập, Tân Cương cũng độc lập, Mông Cổ cũng độc lập, Hồng Kông độc lập, thì chia 5 sẽ 7. Rồi trong nội địa của nó nhiều cái rạn nứt, thì cơ trời đi là vậy. Lúc đó mình lấy lại Hoàng Sa Trường Sa, không tốn nhân đạn, bất chiến tự nhân thành. Kiệt sẽ thành Phật thử đó. Hồi xưa cái ai nghĩ ngày Địa Tạng á, ngày thời khi nào địa ngục không còn người á, ngày mới thành Phật, cái ai cũng cười, địa ngục làm gì không có người, dễ gì. Bây giờ ông thành Phật trước mình rồi đó con. Ở thời tận thế này nè, cha mẹ đóng cửa địa ngục là không còn người, ông đi về trước rồi, còn mình còn ngồi đây là thời mình nặng. Sư phụ thành Phật thì chúng con đây nguyện tháp phải dân hương Phật hàng ngày. Cảm ơn cha rồi, sư phụ có nói trên mạng rồi. Sư phụ giống như hồi tiền kiếp của Mohammed vậy đó, các người giữa thời cha ta là dễ cha, không có được ai thờ hình tượng của ta, và cũng không ai được khấn ta, thì cứ nghe lời ông Mohammed đi. Sư phụ cũng y như vậy. Tại vì sao về hưu rồi, tối ngày á, nằm bãi biển trên trời ao sen, đang tắm ao sen mát mẻ à, còn nghe chim hót đồ cái tự nhiên mấy con dưới này khấn hoài rồi. Rồi sao được? Sao? À, chánh sướng dữ lắm. Có nhờ. Thì tự nhiên con về chảnh rồi thì chúng ta cũng sẽ tụ họp giống vậy nè. Ở chảnh đúng không? Nhưng mà có nhiều đứa, nhiều lúc hai văn hài nó đi chùa này chùa kia, cái nó nghe mấy ông thầy nói ngược lại cái nó lạc lòng á, ông ngậm cục nhảy đen vô nói là dĩ nhiên là hay hơn sư phụ rồi, xong luôn mất lưới con họ Thiên, vừa bị mất mấy đứa. Rồi mấy vị nó không sao đâu, những đứa đó sau này á nó mà hết tài sản rồi á, tự động nó cũng kiếm lại, nó còn thương nhiều hơn nữa. Có, hiện giờ mình có thì cũng có nói tên thôi, mấy đứa con cũng biết tên. Tại vì khi mà họ ngậm ngãi họ nói là mấy con cụ là chết chát, không nón lá. Ủa có mình con nón lá. À, con kể là Thiên Văn này, con kể. Những đại tử và thù đích thân dễ anh chán đó, bữa giờ cũng cỡ 500-700 người á ha. À, đông lắm á, nhưng mà có người không có vô trong group. Còn mà gián tiếp á, là ở Việt Nam á, là mấy cái gì nó là hiện giờ là mấy chục triệu á. Khi mà tự động quy y, tự động mà trong lòng đã hướng về theo dấu thiên tâm cha mẹ rồi đó, là cũng là đệ tử của đời này của Thiên Tấn Kiệt. Bởi vì sư phụ là người lập ra cái đạo này, là con của cha, là người nói lên cái tiếng nói của bề trên, thì cũng là đệ tử chứ không phải dễ anh chán. Có nghĩa là có duyên mình để mình thêm một chút xíu gọi là protection thôi, để mà cho trượt cho ma quỷ đồ ăn, nó đừng có ăn hít, chỉ được có cái thừa lượt đó. Còn ngoài ra mấy con cũng phải tự ngồi thiền, tự đọc kinh mà, chứ không phải dễ anh chán cái thành Phật đâu nghe, đừng có tưởng vậy. Đệ tử này nha, nãy thấy cô cứ cười hoài, chắc từ đây tối về cười hoài. Hạnh phúc rồi hả cô? Bây giờ con hạnh phúc lắm, thành ra con phải cười. À, tại vì sư phụ biết là thời gian dài 40 mấy năm rồi. À. Dạ. Thành ra cho nên nó là. Dạ đợi gặp sư phụ. Cái đại phước. Mới có mấy ngày đi tuần rồi. Chờ đợi sư phụ mấy năm rồi nên mới gặp. Hồi xưa tức cười ông Thiên Ánh á, ba của Trang mình á, năm trước Covid nha,
17, 18. Ông cứ vài ba tháng ông ở Santa Ana ơi. Cứ lên Thiên Long Sơn cái nằm trình hình phía sau cái thư viện hoài vậy đó. Mà cứ năn nỉ tại vì ổng là học theo Hòa Hảo. Ổng biết ai là chú của ổng. Mà chư phụng nhất định thời đó mấy vị không có cho nhận đệ tử, không có nhận đức nào. Mà ổng bệnh khờ khờ tới lúc mà ổng lên 3 4 năm liên tục. Cái con bữa là coi như là bỏ xác ở San Jose rồi đó. Mà cái tự nhiên ở trên mấy vị thấy động lòng thao khiến. Phụ đang lái xe ở ngoài freeway. Cái mấy vị kêu về chỗ chùa lúc đó ông ngủ chùa. Cái bắt đầu về cái bắt đầu nhận ông làm đệ tử. Để cho ông chết. Chứ không nhận á là ông muốn ông cứ lên trên Bắc Cali Thiên Long Sơn hoài vậy đó. Rồi bệnh mà cũng gán nằm cả hớp 5 6 tiếng lái xe lên. Con biết rồi không? Đó, chuyện đó nè. Rồi cuối cùng bây giờ ông mừng. Cái mà giờ mỗi lần ngày hôm qua nè có ổng tới bên kia chú phụ có để tên đó, tại giờ ổng bây giờ ổng đi theo cái dạng hộ pháp của đức thầy. Nói về đức thầy nha, về mặt vô vi ngài là Phật thì ngài cũng đang chú phụ đâu thì lâu lâu đức thầy cũng có tới gần chú phụ, nhưng mà về mặt hữu hình ngài vẫn có cái xác ở bển. Nhưng mà những người Phật và Bồ Tát họ có thể để xác, họ đi bằng cái chân linh đi một cái nơi khác khi ai khấn. Thì như kiểu chú phụ có nói trên mạng, tất cả các con trên hội thiên nhân thế giới mà ai khấn chú phụ cũng chiết thân đi mà. Chú phụ có thể chiết thân cả ngàn người được. Mà nói cái này khó ai hiểu, khó ai tin, nhưng mà nó là thật. Cho nên có những lúc mà mấy con nằm mơ thấy chú phụ đó là cái nguyên thần của chú phụ đi á. Mà hôm nay ngồi nói chuyện là xác phàm và là đồng thời cũng có nguyên thần ở đây nữa. Nguyên thần có nghĩa là cái hồn của chú phụ. Cái hồn của thái tử chứ không phải như con có một hồn một xác ngủ ngáy khò 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 mà quá ngủ là phải làm việc triple time, nghĩa là phải quá nhiều lúc một đêm á, nhiều người gặp nạn rồi phải đi theo mẹ, đi theo đức thầy, đi theo những chư vị khác để cứu những cái nạn tai thiên tai địa chấn ở nơi những cái nơi ta cần nữa, không phải riêng người Việt. Đi tùm lum á, có những đêm đi á, cái mấy vị nói sao không cho phát xác phàm thở, nếu dù đi không cần thở luôn, nó tắt luôn á, không có ra hơi nữa. Vì có nhiều người người ta nằm mơ người ta thấy là thiệt, cũng giống như cái người mà vẽ ra cái chân dung mà của Phật mẫu á, ban đêm dù kêu hey, ngày mai phải xong nghe. Rút cho hụi dẫn mấy ông hộ pháp theo, hộ pháp mấy ông thiên tướng á, mà cái người đó chưa từng gặp mặt cho hụi ngoài đời. Vậy mà sáng hôm sau vừa gõ cửa cốc cốc ló đầu vô bảo quản hồn mà muốn xỉu. Trời ơi sao mới hôm mà tôi nằm mơ tôi thấy mà bây giờ gõ cửa mà ở trong mà đang vẽ cái mẹ gần xong rồi, cái bảo quản hồn mới quên vẽ mẹ đeo bông. Cho nên cái mấy bức hình cũ á là mẹ có đeo bông để cho hụi tả. À, mẹ tôi hình dày dày cho nên Phật mẫu là một cái căn tướng là như vậy, hiện giờ cũng vậy, mẹ mà hiện trước mặt là mấy con nhận diện liền được. Bởi vì những thầy mà cao tăng của Tây Tạng á, mấy ngày lớn á, giống như phụ quen rất là nhiều thầy Tây Tạng ở đây có ông Gala cũng hơi tào lao lắm rồi, ông thầy Sanh ở bên. Tất cả thầy tạng thụ quen hết, tại vì thụ muốn nói nó đùng chặt. Họ cũng chỉ là gây quỷ, gây phân thôi. Nhưng mà mỗi thầy có một cái technique. Thì những vị thầy đó là bạn của sư phụ mà. Tại tiền kiếp của sư phụ là Trompongche. Là thời xưa người Tây Tạng họ không có đạo Phật. Thì sư phụ cha mẹ mới cho sư phụ làm vua ở nước đó một đời. Rồi lúc đó cưới sư mẫu này ở đời đó, sư mẫu lúc đó là con công chúa của nhà đường Thái Dân. Thì cha mới kêu sư phụ đi qua Ấn Độ á, lấy kinh điển của đạo Phật giáo xuống, là họ thờ thần đó mà, thần lửa đó, người Tây Tạng thời xa xưa đó. Thì từ đó sư phụ gieo duyên rất là nhiều người Tây Tạng bên đó. Hôm nay tái sanh trở lại, họ cũng tái sanh lại. Cho nên khi mà họ về Bắc Cali là mấy ông nào cũng biết sư phụ hết. Là đầu tiên là kiếm
cái nói, ok ngồi xuống ngồi thiền thì để mà về á, thì ông nào mà dở là sư phụ biết liền, còn ông nào mà thiệt á là tự nhiên tả cái chỗ nãy thấy cái mẹ ở đây, Rinthara ở đây, Rinthara là Phật mẫu đó, còn biết không, là mẹ mình á, là bên Tây Tạng là một vị cai quản cái địa cầu này, là lớn hết trong 20 của Thara của Tây Tạng. Ông quản hồn là biết à, ông này tôi quýt ở nhà. Còn ông nào mà không nhìn thấy được mẹ mà không nói chuyện được với mẹ là ông đó là thù biết. Trong đó có ngày Ken nè, ngày Lớp Phim Champa nè, rồi hiện giờ còn San Jose thù còn đóng ông bệnh. Thì nhưng họ chỉ nhìn thấy sư phụ có bảy giống hồ quang, còn cái chân tướng thiên tử thì chỉ Việt Nam mình biết, nhưng mà ổng đâu có biết là sư phụ là thiên tử hay không thiên tử, ông chỉ biết sư phụ có hào quang gì không. Ổng cái ông mà tu giỏi nhất là đang ở chùa mình á là Richie Rinpoche, là có ba dòng mà ổng chỉ thấy được mẹ nhỏ không có nói chuyện được, là thằng thông chưa đủ, tại ổng mũ đỏ chắc ổng còn có vợ gì đó. Vậy mà ông chụp hình như vụ đứng gần ổng cái ông đi nổ khắp. Thôi xin này tụi con cắt bỏ. Kệ. Mấy Phật tử làm cho mấy Phật tử San Jose cứ nghĩ là ổng cắm được cái chổi lên đầu mấy đứa phải không? Cắm cái chổi là cắm thôi, mà mấy con á là đã có sư phụ rồi cũng phải tu thì mình mới thấy đường về trời. Thì đại khái, nhưng mà những cái người họ ổng cứ nghĩ là thầy tôi sẽ đưa mấy vị về trời được, sư phụ nghe phụ đâu cãi, đưa về không là tự con đưa chứ đâu phải ổng. Mà cái người thật sự đưa là phải là người có một cái chức sắc, sư phụ đưa được biết bao nhiêu người đi, đưa được ba mẹ của sắc phàm, mấy anh em, mấy ông rồng ở lưng cổng đi, tại quên kia nó nhiều hướng nhiều đường lắm, mấy con không có biết đường là lạc á, quỷ nó tới nó dụ củ quyền ông bà mình tới kéo mình đi nữa. Đừng nói chỉ mấy thằng thú mình ăn lúc đó, nó kêu mình đầu thai làm con tao lợi đi. Sư phụ, lúc ông thấy mẹ đó thì mẹ cái cảnh. Lúc đầu mẹ cho ông có lòng tin là sư phụ là con của mẹ thứ thiệt, thì là mẹ hiện là Rinthara. Nhưng mà trong cái tâm thức á, thì mẹ cũng nói trong, tại trong cái thiền định á, nó khác hơn cái sát phàm. Thì ổng biết cái đó là mẹ tạo ra sư phụ bằng hóa thân. Ổng cũng là con của mẹ nhưng mà không phải hóa thân, nó là sắp, sắp chứ chứ. Con hiểu không? Sư phụ cũng nhắn với mấy con là anh em nha, nhưng mà sư phụ là anh cả. Mỗi lần có nhiệm vụ cha kêu xuống lùa mấy đứa em con về, về trời chúng ta là anh em nha. Nói thầy trò à, thì ổng cũng, mấy ông đó cũng vậy. Nhưng sau đó người quen rồi, có những ông mà ở gần sư phụ, mấy ông ngủ nhà sư phụ hoài rồi thân rồi đó, thì mẹ mới hiện ra cái hình của mình, rồi mẹ mới giải thích là ở bên kia thời xưa mẹ hiện Rinthara là để cho mấy ông tu tập, rồi thời nay là vì sư phụ lập cái đạo mới, tất cả các con họ thiên từ ngày 16 tháng 3 2017 thì mãi mãi về sau phải có một cái chân dung để mình có một cái chánh niệm, một cái ấn tượng ở trong tiềm thức của mình để mình khấn khi mình có nạn, đúng không? Thì mẹ cho cái chân dung đó, cho nên con coi những cái hình á, mà cái người mà sư phụ nói vào đêm phụ quá thân đi kêu bả vẽ đó, bả vẽ cặp mắt của mẹ đó với mắt sư phụ giống nhau, cha cũng vậy, cha cũng hiện thân vậy, chứ thật sự Phật trời không có hình tướng không biến hóa, nhưng mà vì cái thân sắc phàm của sư phụ như vậy thì cha phải cho mình cái thân nhẹ mẹ như vậy để mà cho nó người Việt. Cho nên người Việt mình là người có đại đại phước, có một cái đạo, một cái đạo này sẽ rất là hiền từ và thống nhất thế giới, sẽ hòa đồng tất cả các đạo. Và đồng thời người Việt mình á là ở cái đời này á, có đức thầy xuất hiện, có sư phụ xuất hiện. Sau này những người Mỹ họ sẽ hiểu được, rồi từ đó nước Việt mới thành cường quốc được. Chỗ nào có đạo, chỗ nào có Phật, chỗ đó cường quốc.
Do Thái ngày xưa chỉ là hổn với Chúa, đóng tổng ba cái đinh cho nên bị phạt mất nước 2000 năm, nhưng mà hôm nay cũng mạnh. Hết cái thời kỳ bị phạt thì cũng cường thịnh lại, chế vũ khí nó bán nước nhỏ xíu mà nó đánh Iran còn được nữa. Thì sau này huống hồ về nước Việt, có sư phụ, có cái đạo thiên tâm của mình, thì con tưởng tượng đi. Rồi cái có những lúc mấy thầy Tây Tạng tại sư phụ hay thử thử lòng mấy ông, thử sức á, có ông nào thiệt, ông nào tu thiệt tu giả. Cái mới mấy tháng trước ông Ratu Ramache, cái sư phụ ngồi thiền với ổng, cái sư phụ thỉnh chị của sư phụ là thánh mẫu Lữ Hạnh, chị lớn chị hai, chúc ông sẽ gặp chị tôi nghe coi coi này nọ. Anh mẫu về bận gì không? Red Tara. Tao chị mày là Red Tara, xưa giờ tao khấn, tao tu theo Red Tara. Tại nếu mà nói về tất cả con của cha, sư phụ chỉ có anh sợ nhất là chị lớn. Rất là nghiêm khắc, rất là thông minh, làm thơ rồi rất là hay. Nhưng mà rất là đâu ra đó nha con. Cho nên mấy chị mấy ông thầy ta tạng thành Phật được. Thì bây giờ á, mấy con đã hiểu, cha mẹ hay chị hay những vị mà của mình á, là cũng là của họ. Chẳng qua là chị là Red Tara, mẹ là Green Tara, còn cái những cái Tara xanh, Tara tím, Tara trắng gì đó cũng là chị em của Hữu hết à. Cũng vậy thôi à. Anh ngày qua mình cũng mấy cái bản đó, là trong đó cũng có con độc Tara ở trong. Trở về cái Churon Rinpoche là thời đó, khi mà đặt cái đạo từ bên Ấn Độ qua thời kỳ đó, rồi kế thừa mới đem quân tấn công qua bên Tàu. Thời đó Lý Thế Dân phải không? Cái lúc đó sư phụ là Bi Chí Dũng, đời nào cũng có Bi Chí Dũng của cha cho mà. Cái này là cha cho, tối ngày cho liền công, cho trưởng vô cho cho, thì nó thành vậy là vậy thôi. Rồi cái cha mới đem, sư phụ mới đem quân đánh nhà Đường. Lúc đó Đường Thái Tông mới đem là ngồi xe gã thời đó. Thì coi cái câu chuyện của người Tây Tạng, con đọc vậy đi. Cho nên sau này có mấy gì nói ở bên bển họ cũng có thờ, có thờ cái gì đó. Rồi cuối cùng nhiều kiếp quá, đi có 3 ngày mà đầu thai cả ngàn mấy kiếp, có những kiếp làm thú nữa. Rồi cái thường bây giờ mới ngồi ngẫm nghĩ, tổng kết lại, nó y như là đóng phim nè. Cũng giống như bữa nay mình ra clip 2:15, ngày mai mà ra clip 16 vậy đó. Trong mắt sư phụ không còn màng tới sự sống chết nữa, chỉ là màng làm sao mà mọi người cùng vui hưởng thời gian, cùng hiền từ đi về với cõi trời chung với sư phụ. Đó là mục đích chính của đời này. Tôi đâu còn mãn gì nữa. Thử mà con tái sanh nhiều lần, rồi cái mỗi tuần cái mấy vị xuống kể cho con nghe câu chuyện, con cũng giật mình. Ở nước Việt có một cái tiền, nhiều tiền kiếp của sư phụ, hôm nay mấy vị kêu chưa biết hết, mà kiếp nào cũng y chang, nửa vua nửa từ bi. Những ông vua nào từ bi là có sư phụ á, hoặc là ông vua nào mà gồm lại để cho người ta đừng có giết nhau á, để cho lập lại một xã hội thăng tiến cao hơn, tức là nâng cấp của cái tầng lớp xã hội và làm cho mọi người á là làm lành lánh dữ á, thì là có sư phụ đóng dài. Rồi đức thầy cũng vậy. Nếu mà sư phụ kể đức thầy là ông Khương Tử Nghe, đức thầy cũng là ông Gia Cát Lượng thời Lưu Bị đúng không, đức thầy cũng là ông Lưu Bá Ôn phò Chu Nguyên Chương, đức thầy cũng là ông Trạng Trình giúp chúa Nguyễn để mà có mảnh đất dài hình chữ S tới ngày hôm nay, chúa Nguyễn Hoàng dạng đại gì đó, Thiên Thu á, nhìn kiến
thì trong cái nước Việt Hữu có nhiều tiền kiếp, mà hôm nay là gì, nếu mà nói ra đó, Trung Cộng nó tới là đào mã. Cái gì không biết ai nói. Sư phụ, ngày Lý Công Uẩn đời đời nhà Lý, vừa là thầy tu mà cũng là vua, không phải là cũng là sư phụ. Tại vì quá nhiều kiếp. Mấy gì chỉ kể những cái kiếp nào mà nó có gây ấn tượng trong xã hội, mà nó tương tự cái nhiệm vụ giống như thời kỳ này vậy đó. Còn muốn hỏi nữa thì để khi về Cali sẽ hỏi tiếp. Nhưng mà nếu mà hỏi thời đó thì nó cũng không biết, thì phụ phải hỏi. Tại vì không phải tự phụ nói ra mấy cái này được, mà ở trên phải nói, mà ở trên nói là không có nói chặt. Nhất là ông đóng ba cái đinh, tôi không có nói chặt. Chỉ có thiên tử mới lập đạo. Những cái gì lỗi lạc nhất, giỏi nhất là có 10 triệu tín đồ như sư cô Vô Lượng Sư, hay là 100 triệu tín đồ như ông Lý Hồng Chương, hay là những gì nào cũng thách á, dám bảo đảm thách luôn, lập đạo là chết liền nếu hiểu tâm linh. Còn ngông cuồng thì thôi mình khỏi nói, xăm mình chạy vòng vòng thì cũng vô khám à. Còn nếu mà đã là người tâm linh mà đã biết mà còn làm những cái chuyện không đúng, con có nhìn thử ai dám lập đàn để thắng, chỉ có thiên tử mới thắng. Thầy không bao giờ làm chuyện đó, ổng không có đủ cái lực để thắng. Lập đàn là thỉnh các vị cao về mà để sinh sợ, không phải là chuyện đơn giản đó. Chỗ này đó, để sư phụ phóng họa ra sơ chỗ này, nếu con nhắc chỗ này. Chỗ này những cái gì sư phụ làm là thiên tâm. Và đồng thời đất này mỗi lần ai bán là sư phụ mua nữa, để cho hậu thế của người Việt. Nhưng mà ngoài đó, đó cái phong tục Việt Nam nó không phải chỉ là đạo không con. Ví dụ như ca cổ, cả lương hay là hậu quản, họ cũng có làm một cái nhà thư viện ở đây, đem những cái tên tuổi hình ảnh của giống như kiểu Hoài Linh vậy, nhưng mà kiểu nó sư phụ chưa từng biết, vô trong này cũng được. Nhưng mà họ tự họ xây, họ phải ký cái hợp đồng với cái ban thiên tâm ở Houston này, phải follow, phải theo những cái điều kiện này, và được gây quỹ vừa đủ để làm chuyện này thôi, được bán vé để cho vô coi cái đó vừa đủ chi phí hàng tháng thôi. Còn mà nếu mà dùng chỗ này mà làm giàu thì không được. Tại vì nó là, giờ nói gì cho con dễ hiểu, giống như cái này sau này á, nó là một cái big shopping mall, con của ông trời làm chủ, chúng ta là con ông trời nha, tất cả các con ngồi đây đều là chủ của mảnh đất này, không phải mình sư phụ. Sư phụ sẽ về trời, con ăn nhậu chỗ này á, mấy đứa con là con cháu của mấy con còn này, nó là chủ á, mấy đứa nhóc nhóc. Thì trong một cái big shopping mall, con mở tiệm nail con phải ký cái lease, con mở tiệm tóc con ký cái ly, con mở nhà hàng con ký cái ly. Thì trong cái ly đó con muốn để gì để, thì trong đó có những người có chính trị, họ không hề, họ không cần biết về đạo, họ không cần phải là thiên tâm, họ có thể là strictly công giáo, họ miễn làm sao họ đừng có nói hay là đừng có những cái âm thầm chiếm lược để mà chống lại cái đạo mình, để xuyên tạc, để nâng cái đạo họ là ok. Họ có thể giữ cái đạo của họ, nhưng mà đi nhà thờ ngoài kia. Còn nếu mà đi nhà thờ trong này cũng có những dạng công giáo, muốn lập cái nhà thờ công giáo trong này sư phụ nó ok luôn. Nhưng mà công giáo chỉ là công giáo, đừng có xuyên tạc thiên tâm hay là dụ những người khác để nói cao nói thấp, thì sư phụ vẫn là ok. Nhưng mà theo cái regulation mà của họ thiên đặt ra thì nó sẽ có rất là nhiều thứ. Thí dụ như võ thuật
họ có thể xây một cái nhà võ thực để truyền thống. Thì khi mình có đầy đủ hết thì cái này nó màu mỡ hơn, nó có nhiều sắc thái hơn thì hay hơn. Còn họ thiên chính vẫn là cái gò đất trống để tượng cha tượng mẹ là chuyện của mình. Rồi sau này Phật giáo cũng vậy, cao đài cũng vậy, tất cả đều đây, nhưng mà theo cái luật của mình. Không phải cao đài của Việt Cộng ngày hôm nay nó dựng trên đỉnh ngoài kia mà nó gạt đó là của cao đài thiệt, không phải. Cao đài thiệt không có nhiều tiền kiểu đó đâu con. Mấy cái chùa bự ở ngoài kia đều là Việt Cộng hết. Người mấy ông thầy chánh tông của mình không có ông nào có tiền. Đừng có theo chùa lớn tượng to nghe con, mà làm chết. Thì những cái ông chánh có thể vô đây để dạy tu. Nhưng mà là mình không có thể bắt buộc một thế hệ hay là liền lập tức những Phật tử hiểu về thiên tâm. Không thể nào. Ở trên nói, nó phải đi từ từ. Cái mà làm cho họ nể phục và cái chánh đạo và cái chuyện của sư phụ làm, sư phụ đi về trời rồi, thế hệ kế tiếp còn sống tiếp tục làm tốt, tiếp tục phục vụ cho nhân loại, tiếp tục phục vụ cho Việt Nam, cho cộng đồng, thì cái đó sẽ làm cho họ thay đổi. Và đồng thời cái tha lực của bề trên sẽ làm cho họ thay đổi ngày qua ngày. Và đồng thời khi mà sư phụ nổi danh nước Việt á, sư phụ sẽ nói chuyện vô quốc hội. Hiện bây giờ thiên tâm đạo là một cái đạo chánh thống đã được liên bang approve, chưa có giấy tờ, và được tiểu bang Cali approve. Chỉ có Houston này thì cũng giống nhau, liên bang là include, nhưng mà sư phụ chưa có nói lên. Còn ai nói sư phụ tà đạo thì hỏi mấy Mỹ nó có khùng không. Muốn lầm một cái đạo mà legalize ở Mỹ này, luật sư của sư phụ một tập đoàn á, cả 5 năm nó làm, phải đưa logo, phải đưa nhãn hiệu, rồi phải trademark, rồi phải đưa kinh điển, phải đưa hình tượng cha mẹ. Ai là người lập đạo, mục đích lập đạo? Không ai muốn ra đạo đây ra đâu. Nên nhớ. Còn cộng sản nó nói cái đạo này không có được chính phủ Việt Nam approve. Vậy chứ cái đảng cộng sản ai approve? Đạo Hồ Chí Minh, đạo Phật ai approve họ? Thầu lắm. Thế nên từ từ chứ hữu chứ. Nhưng mà đạo thiên tâm chúng ta có liên bang approve nghe con. Chứ không phải là tự phụ làm nghe mà ngồi đây mà về là ấy đâu. Có giấy tờ đàng hoàng. Tuy là bề ngoài vô vi nhưng mà chủ vụ rất là người thực tế. Tại vì mang sắc phàm phải thực tế, phải theo pháp luật của thực tế. Cho nên dầu sao á, tất cả cao đài thì ở bên kia hay là Phật giáo bên kia, nhưng mà ở Mỹ này chưa chắc họ được legalize là cái đạo nghe. Ủa, biết luật mà. Ủa, thì không có kẻ lộn, nhưng mà luật sư có vụ kẻ lộn giùm. Không có tưởng. Hồi bữa qua bà chỗ ông đây bên trên, ông mời toàn là mấy thứ dữ không á, Mỹ rồi á, rồi Trần Nhật Phong, rồi mấy dân biểu Nam Cali là bạn chúng tôi hết. Vô cho một đống, ông nào ông nấy bị không phải là bị, mà Việt Cộng nó cố tình nó môi, nó chửi để cho nó đem lên ra giống như cho có chuyện náo nhiệt để cho cộng đồng rối loạn, với là cũng nó đó, rồi nó môi ra. Rồi, có mình cho hộ không bị chửi. Tại sao? Là tại vì nó biết cho hộ là mới hàng, cho hộ nó rõ thằng lăn đầu chọc nó là Việt Cộng thứ thiệt đúng không? Trời, cái bố đâu xa mà không biết. Thằng nào Việt Cộng cho hộ biết á, thằng nào á, ví dụ nhà khoa ông Hoàng Huy, nó tính tao bao thơ, bao thơ mỏng thôi, tao chửi Việt Cộng dày để suy nghĩ dày nữa. Tao không biết đến độ nào á mà chửi ngược lại tao á. Nhớ nhân bạn mình Ngô Kỷ tặng cho hộ cái khăn á, trời xưa chửi Việt Cộng lên là cho hộ đi ăn đó. Bây giờ tự nhiên quay lại chửi người mình. Cho nên mấy cái đài đó còn phải coi, còn phải có chánh kiến. Còn mấy thằng cha mà tộc bạc bạc gì trên đó đó, nó không á, tự biên tự diễn. Trở lại câu chuyện bữa tiệc, thằng nào nó cũng bị chửi đó, mà không ai chửi cho hồ. Cái hồ có anh thần yêu nước là có. Cái hồ nói chiếc xe này không biết là nghe, nhưng mà nếu mà người Việt á thì tao ủng hộ.
là good. Còn cái thời đại này á, là nó giống như một cái xã hội thôi, nó tới rồi nó đi. Trên thế gian này đâu có ai giàu bảo họ ai khó qua đời, không có cái chế độ nào mà tồn tại lâu ngày mà khi mà dân không có ủng hộ. Con nghĩ những cái chế độ mà dân không ưa nó có tồn tại được không? Không bao giờ, đúng không? Thì xe Vinh, Vinh của ông Dượng hôm nay làm chủ ngày mai phá sản, nhiều khi chịu mua có một chừng, hay là một người nào hải ngoại mình mua lại, đúng không? Thì mình, nhưng mà nếu mà nó thật sự nó design kìa, còn nó mua bản quyền của người ta và nó làm lợi thì chuyện khác, tôi không biết. Nhưng mà ở ngoài, ở giữa chiến trường vừa đạo vừa đời đủ đạn nó bắn tứ bài á, à, không phải dễ mà để né đâu. Nhưng mà chú mà thằng nào mà ngon á mà đứng trước mặt thụ nói thụ ơi, anh làm này có lỗi, anh làm này phạm giới á, anh làm này sai cộng đồng đó, anh làm này để mà lấy danh đó, anh làm cái này để mà lấy tiếng đó, thì nói đi, danh tiếng thụ đã giải thích trên mạng rồi. Ngày đầu tiên ở trên đẩy ra để nói chuyện á, và đã bị mấy nhân viên mình nó chửi, bỏ nó nghỉ biết nhiêu thằng, cái hãng là một năm mấy trăm triệu mà mấy anh Kim lôi nó chửi, ông rảnh quá, ông giàu, ông điên rồi, tôi nghỉ tôi đi ăn cái. Rồi cái đó mấy anh em ruột cũng có chửi nữa, nó bỏ đi hết. Rồi bạn bè giàu cũng tẩy chay mày nữa, rồi bạn đạo thì mấy bà Phật tử chửi, tu nhiều quá rồi thì nhiều quá rồi tẩu quả nhập ma hả kìa. Thờ mấy ông thầy. Rồi cái ngoài mấy ông công giáo, ông này bị điên, nhiều tiền không biết xài đồ ngu. Rồi mấy ông HO mà chống cộng thiệt đó nha, nó có hội đoàn HO, hội Đà Lạt, sĩ quan đồ, tùm lum, chửi. Thằng chó này nó ở miền Tây gần Nguyễn Tấn Dũng, tiền này của Nguyễn Tấn Dũng đưa ra nó rửa tiền. Người mình chửi mình không? Rồi cái mấy người cộng với xăng văn, cái đồ quỷ, mày tụ tập, mày lấy Thiên Long Sơn để mày đem người tới để mày nói xấu tụi tao hả? Trời ơi, không có ai mà không chửi á. Con nghĩ cái đó là danh không? Đó là thiệt á, cay đắng lắm. Không dám ra ngoài khu viện Mỹ Thao hay là Grand Century Mall chơi nữa, mấy năm trốn muốn chết. Cũng may Covid tới, không ra đường luôn, nằm nhà chót chót cái chảnh. Vậy mà hôm nay mình đậu được mấy chục triệu người con, đừng nhớ ngồi đây nữa. Nên là nó là, đó là cha mẹ thương chúng ta đó, con số hiểu. Thì là Phật. Ok, mình ngồi đây hoài sao? Mai sư phụ về rồi, mình sẽ chi nữa đi sư phụ. Chào. Okay, rồi, rồi, chơi chút. Nhưng mà phải hỏi gì đi, để hủ nó mông bơ hoài. Hỏi có đề tài gì đi. Ê, cái lo có ngang đâu, vô hủ nói chuyện mệt quá, có cái lo bất mệt. Không muốn ca không? Nhưng mà ở đây đa số người ta thích nghe, mà nghe, mà nói hoài, dùng trí nói. Còn ca, đọc chữ thôi, khỏe. Thưa sư phụ, con xin hỏi đó, sư phụ ấy, tuần sau sư phụ đến là thứ bảy. Sư phụ đến thứ bảy thì chủ nhật. Có không vậy? Sư phụ chị nói là thuộc phái gốc cây này, nếu mà được không phải nói tuần sau là con có thể thôi. Nhưng mà thụ bây giờ là dạng giống như núp lùm kiểu vào rồng lửa, phải không? Mà núp kiểu nào không biết, vội vô họp mà núp luôn. Này mình đang núp lùm nè. Rất mấy vị không có cho thụ ra gặp người ở ngoài Phật rồi. Tại vì chính quyền Việt Nam từng nào nó cũng gửi người đến tìm sư phụ ở viện Mi Thao á. Họ không có hại sắp phàm, mà họ ra họ nói chuyện này nói chuyện kia. Mấy vị biết sư phụ có thần thông, và mấy vị có thần thông mấy vị biết. Thì từng nào cũng có, cho nên giờ mình không có ra ngoài đó nữa, cho nên thường mới rút về trong cái phòng.
Rồi cha núi Thiên Long Sơn sư phụ cũng không có trực tiếp gặp, nhưng mà lâu lâu á sư phụ trước khi đi lên Thiên Long Sơn là trước tới đây hay đâu thì mấy vị điển vô tâm nói cho biết, ok safety go. Dạ vậy tại sư phụ sợ tốn tiền. Hai thằng giặc đời cho lận thằng 100.000, 200.000 thôi. Sư phụ đó thu lãnh lương năm có 240.000 hãng cho phụ, mà trả cho hai người gạt đầy co à, thôi hết hết tiền đổ xăng rồi. Tiền của cha mẹ cũng tiết kiệm, có mấy thằng đệ tử đây được rồi nè, ngồi nãy chứ sư phụ có giống như mấy người mà giàu mê gà quá không, rồi có gạt đầy co. Trời ơi trời kìa, trời ơi, ủa sao lớn dữ vậy? Nói chứ mình nói chuyện nhiều rồi lo lo đổi không thí. Rồi mình cao mấy bạn cho vui vui để cho có lên thêm kỷ niệm nha. Chứ bây giờ mình nấu lại như vậy. Để đó đi. Ủa cái này ghê vậy ta. Con làm giống như là sân khấu ngoài trời vậy đó. Ủa mày đúng rồi. Ủa cái lo của anh mà bự dữ vậy đó. Mình thấy nó. Chó nó hiền lắm, chó nó đi bảo vệ sư phụ luôn. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nói chuyện đây rồi, nó là hứng. Nó làm gì? Nói đồng bào nghe rõ không? Nói đồng bào nghe rõ không? Sư phụ nói đồng bào nghe rõ không? Là chủ động mới lên đó. Nói đi đi đâu, sư phụ nghe rõ không? Alo. Ôi sao con múa này đâu hay cái ta? Anh ăn, nó đâu có. Nhưng mà nó nặng quá. Alo, alo. Hello, hello. Rồi sư phụ hát ngoài này, ngoài mấy con ra ở xung quanh sư phụ cũng đông mấy chú thiền lính kìa, với lính con hồ sao đồng thằng chó nó sủa, thằng chiên chó nó mới sủa. Qua bao nhiêu tiền luôn hồi về
duyên được hướng cơ trời lại thiên sứ mang đào đời dương gian rồi đây nằm giữa gian sang lo cho quát hai dân an lâu dài lo cho cơ đạo ngày mai chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền ấy lo trời và thân tiên dân cứ mơ đàn khắp miền nước non kiên tiêm mẹ chiếu cho con số trời đã định đâu còn bao xa lo sâu xây dựng nước nhà lo cho ba tan hoàn ca cuộc đời thương con mẹ dài mấy lời rồi đây sẽ đây con ngồi chơi chút hả? Ca ngoài mình đi về chứ mình ở đây hoài. Ủa đâu phải ca sĩ đâu, ca sĩ chơi cho vui mà. Đây sư phụ ơi, đây là cũng ca sĩ sư phụ. Đổ lại đây tới cái mình có mùi. Ngộ quá sư phụ ha, con nó chạy đi kìa sư phụ. Ồ, ngộ ghê. Nò đi. Mấy con không ăn nò để hộ can vào cho mấy con nín. Trên đầu vôi dàn người vô ngắn tết gái chiều chân bầu
dòng riêng vùng vẫy vượt trường sơn nguyên quê bác bình vương quyết một lòng đi giữ dương quê hương và còn nữa con của mẹ toàn dân thương lòng mẹ vui hạnh diện với đàn con nhưng mẹ ơi giờ đây sao mẹ không hai vai gầy rung rẩy nếp tâm can lòng mẹ đeo thương xót gần lòng than áo nâu nghèo mẹ dắt để phơi thân một đàn con vội quên ơn mẹ nuôi dưỡng súng đàn cày tang nét luống quê hương lệ hồng pho biên ải nước tràn dân đi về để mưa hả? Rồi. Cảm ơn sư phụ. Tạm biệt Houston. Cảm ơn. Hẹn kỳ sau. Mẹ Việt Nam ơi. Rồi, mẹ Việt Nam đây. Mẹ Việt Nam này quá trời mẹ Việt Nam. Sư phụ cho dồn lại chụp một tấm hình với sư phụ được không? Ok, rồi rồi, đứng đứng chỗ này sáng mà chụp cái lẹ lẹ đi. Rồi mọi người gom vô. Rồi vô vô chụp hình. Gom vô, qua bên đây bớt, qua bên đây bớt. Qua bên đây bớt. Bên đây. Anh tính đánh giùm qua đâu. Qua bên đây bớt anh chị ơi, qua bên đây nè, qua bên đây nè. Qua bên đây nè.
qua bên đây, qua bên đây. Tại sư phụ ngồi ngay giữa ngắm ngay đây cho nó cân đói á. Trời con vua áo giãn nay áo thiên tâm quá trời. Rồi. Vô đi chụp trước ha, chụp trước rồi tính cho trời. Cho ba bỏ lấy cái remote trong nhà đi. Hả? Để trong nhà đi. Dồn dồn vô nó dư ra quá. Bên đây chưa vô, bên đây vô. Anh bấm thử coi nó chưa trọng nha. Không thấy, cứ bấm đi. Bấm thấy chưa? Không biết. Ờ, chưa mở on lên. Chưa thấy.